Hello, xin chào cô chú chị em. Thì hiện tại em đang ở xã Bình Thành, đó dùng cơm te để đang bán giùm anh chủ nhà đó hai con đực kem với một con cái pháp kem của chú chị đó. Thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về với cả của ba con bò này cho cô chú chị, cô chú chị xem ha. Trước xem video của chú chị cho em xin một like, một đăng ký ha. Đó, kênh em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh của ba con bò này cho cô chú chị xem. Đây cô chú chị, trước tiên thì em quay con cái kem này trước. Con cái kem này thì ảnh nói là được 7 tháng đó. Đó, xương sóc nè, rúng nè, nó rúng yếm. Thì theo quan sát thì móng thì móng sò ha, đó móng thì móng sò đó, hai chân trước á, đây xe lưng, đầu thì đầu trụi đó, xe đầu đó, mỏ đỏ, móng đỏ nè, qua đỏ nè, đó lấy hết tướng bò nè. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để tôi mượn hình hen. Đó, con bò này, cái kem này anh muốn bán với giá là 23.500.000 đó. Thì con bò này nãy em đo là chiều cao 1m25 đó, đầu trụi, mỏ đỏ, móng đỏ, qua đỏ, cây đuôi của chú anh chị. Đó, thấy không? Đây sang lưng, lưng ha. Đó, tướng tá thấy không? Tướng rộng rãnh nè. Đó rúng. Móng thì móng sò nha cô chú chị. Đó. Rồi con cái kem này có giá là 23.500.000, nếu của chú chị nào muốn mua cái liên hệ số điện thoại em để tôi màn hình nha. Đó. Đây còn hai con đực. Đây hai đực lực lạc nè. Đó, cô chú chị thấy đít không? Đít con nào nấy ha. Đây sân lưng nè. Đó, lưng thì lưng đôi. Thì hai con đực này anh nói là 5 tháng mấy, gần 6 tháng rồi cô chú chị. Đó, cũng già bò đó. Thì hai con đực này hồi nãy em đo là chiều cao 1m18 đó, hai con là cao 1m18 hết cô chú chị. Đó, chân móng nè, móng thì móng sò ha, chân đứng thẳng ha. Đó, chân móng không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì hết. Đó, xương cối nè, xương to nè, thấy không? Đó, hai đực này thì lực lạc nè. Đó, thấy dai không? Đó, dai đùi ha. Tướng thì đặc trời lực lạc, lưng thì lưng đôi. Đó, thì hai con đực này ảnh muốn bán với giá là 53.000.000. Đó, con chú chị thấy đít muối 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 không? Đó, gần 6 tháng bò, 5 tháng mấy thì gần 6 tháng bò rồi đó. Chân móng thì hoàn thiện. Thì bò này đực vú béo, em cũng không quay sái tích rồi nghe cô chú anh chị. Vì mình nuôi mình vú béo mà. Đó, hai chân tước nè. Đó thấy không? Thấy xương sắp không? Lấy cái tướng bò luôn đó, thấy không? Thì hai đực này anh muốn bán với giá là 53.000.000 của chú chị. Nếu của chú chị cũng mua cái liên hệ số điện thoại để trên màn hình ha. Đó, lưng thì lưng đôi nè, nói chung hiện
tại bây giờ đực bên em là đang hút dữ lắm cô chú anh chị, nó bị mấy miệng ngoài vô bắt đực quá trời luôn đó. Thấy tướng kem mấy hai được không, còn đực đây đít muối sọc xuống rồi, thấy chưa đó. Qua coi chung là hai con đực này là lực lạc cô chú chị, thấy da không đó. Đó còn con cái này với giá là 23.500.000, 7 tháng tuổi đó. Nếu cô chú chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để tụi mình màn hình ha. Chung thì em cũng bán giùm bà con thì bò có làm sao em báo vậy đó. Chứ đi rồi bị sẵn rồi chân móng nè hen đó, xé tích đó, rúng yếm đó, vú á xương bò đó. Đây còn đực nè đó, con chú anh chị thấy đực lực không đó, hai con đực con nào nấy lực ha đó. Cặp đực này có giá là 53.000.000, chiều cao 1m18 đó. Nếu cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thấy không, tướng lực lạc đất cuối muối nó thấy lực không đầu hen. Rồi thì hình ảnh và giá cả của ban bò này em cũng có gửi đến cho cô chú anh chị rồi. Rồi đây cô chú anh chị đó, con đực kem nè. Thì đực kem này ảnh ấy mới có 4 tháng mấy cô chú anh chị, mới chưa được 5 tháng. Thì có một cái thì ảnh ấy kẹt công chuyện, giờ ảnh bán bộ mẹ con này ha. Đó thì con mẹ này đã mới có đẻ con đực kem này là lứa đậu nha cô chú anh chị. Đó chân móng nè, xương to ha. Đó cừu giái đó. Thấy không, anh nuôi mà anh bỏ sao mà trời ơi ve cái này cô chú anh chị đó. Em mới lấy thuốc xịt mũi em xịt đó, đó. Thì con đực này nãy em đo con đực này là 1m08 1m08 cô chú anh chị. Nhưng con mẹ nó ốm nhưng nó đẻ con đực kia nè đó, lưng thì lưng đôi ha, lưng sóc to đó. Còn con mẹ đó. Móng này thì móng dép nha cô chú anh chị đó, con mẹ nhưng con mẹ nó ốm nè. Thì con mẹ chiều cao nãy em đo là 1m32 đó, nhưng mà nó ốm đó. Thì anh nói con bò này là anh bao lồi cho cô chú anh chị tới đẻ luôn á, thì tại bò nhà anh mới bao vậy đó. Chung bò này thì sái sụp á cô chú anh chị, mẹ nó là sái sụp, thấy không, cái đầu nè đó, cái sừng. Nhưng nó mới đẻ một lứa nha cô chú anh chị đó. Bộ mẹ con này anh muốn bán với giá là 41.000.000 đó. Nếu cô chú anh chị nào muốn mua cái liên hệ số điện thoại em để tại màn hình ha. Đó mẹ ốm này, nếu mà quý bà con nào mua về để mình dỗ béo vẫn còn sinh sản được ha. Đó thì con đực, tính là con đực giờ cũng là
25 triệu rồi. Thì con mẹ đâu cũng đâu còn nhiêu tiền đâu cô chú chị. Đó. Quá trời ốm luôn. Thấy không? Đó. Trời ơi, cái bú nè nó bú à. Đó. Thì ông mẹ bò này chắc ve cắn đi ốm chứ không phải nó ốm. Ve sao mà cô chú chị thấy không? Trời ốm nó ui sao mà. Con đực này giờ 25 triệu rồi. Đó, cô chú chị thấy con đực không? Con mẹ nó ốm mà con đực mát sữa nè. Thì mình biết con mẹ nó mát sữa cái nào rồi ha. Nên là ve nè. Đít, quay đít cái. Đó, quay đít mình đực chơi cô chú chị thấy ha. Con lực này. Lưng thì lưng đôi ha. Đó, đực lưng thì lưng đôi. Đó. Thì 41 triệu với một bộ mẹ con đó. Nếu của chú chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Thì con đực này 25 triệu thì con mẹ nó 16 triệu. Đó. Rồi thì hình ảnh và bộ mấy con này em cũng có gửi cô chú anh chị rồi. Bây giờ em xin tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi xin chào cô chú anh chị ha.